sau trận chiến với cường giả thượng giới, Mao Cầu và Tiểu Hồng đều bị thương nghiêm trọng. Thạch Hạo vô cùng đau buồn, cũng may là vẫn còn linh thức. Thông qua linh thức, Thạch Hạo chứng kiến lại được toàn bộ trận chiến của hai người. Bây giờ vẫn còn cứu được, đám người Thạch Thôn nghe vậy liền vui mừng. Thạch Hạo lấy ra hoàng kim dịch của Thái Dương thần thụ cho Tiểu Hồng và Mao Cầu sử dụng. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì trong vòng nửa năm có lẽ có thể hồi phục. Về phần những tên cường giả thượng giới còn lại, bọn họ đang ở một cái tế đàn bàn luận. Họ cũng biết đám người Dương Ly đã thất thủ, tất cả chỉ vì lòng tham. Không những không tiêu diệt được Thạch Hạo mà còn phải bỏ cái mạng của mình tại nơi đất khách quê người. Tiểu tử kia đâu phải lần đầu tiên đụng mặt cường địch thần hỏa đâu chứ. Họ cho rằng cậu có thể sống đến bây giờ nhất định là có thủ đoạn âm thầm nào đó. Bọn họ dự định sẽ tấn công vào Bổ Thiên Các. Thạch Hạo chắc chắn sẽ không thể thấy chết mà không cứu được. Biết đâu chừng trong Bổ Thiên Các đó lại giấu cơ duyên. Rất nhanh tên kia cũng hành động. Đối mặt với cao thủ bậc này, mọi người trong Bổ Thiên Các còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị khống chế cứng lại một chỗ. Sau khi được cứu chữa, Tiểu Hồng và Mao Cầu cũng tỉnh lại. Lần này may mà mang theo cái dược đỉnh, vốn dĩ là định dùng để phòng ngự, không ngờ là uy lực tấn công của nó lại quá mạnh. Thạch Hạo nghe vậy liền yêu cầu bọn họ lấy cái đỉnh ra, cậu muốn cầm nó đi tiêu diệt mấy tên thần khác. Đáng tiếc là cái đỉnh đã biến mất rồi, sau khi dùng đan hỏa đốt tên cao thủ ngưng kim môn kia thành tro thì vỏ ngoài của nó cũng bị nứt ra, hóa thành một chiếc cốt đỉnh trắng nõn, sau đó thì biến mất. Thạch Hạo tiếc nuối, còn tưởng là đã tìm được pháp bảo để lật kèo nữa chứ. Lần này đúng là hết cách để đối phó rồi, xem ra chỉ còn cách là liều mạng thôi. Mao Cầu cho rằng đó không phải là liều mạng mà là đi nộp mạng. Thạch Thanh Phong cũng khuyên ngăn. Thạch Hạo trấn an bọn họ, trước khi triệt để giải quyết đám thần kia thì sẽ không đi chịu chết đâu. Hơn nữa, cậu cũng có biện pháp gia tăng chiến lực trong khoảng thời gian ngắn. Cậu đòi lại Trấn Quốc thần kích và thần linh pháp kiếm mà trước đó đã cho bọn họ mượn. Vậy nhưng ai nấy đều ngượng ngùng, giống như đã làm hỏng vậy. Lúc này Thạch Hạo nhận được tin tức, Bổ Thiên Các gặp nạn nên lập tức tới. Toàn bộ kiến trúc của Bổ Thiên Các đều trôi lơ lửng giống như môi trường không trọng lực. Đây là do ảnh hưởng của mô hình trọng lực. Tên có thực lực còn mạnh hơn đám người Xương Ly đang chờ sẵn là Ngần Dực, người của Thiên Quốc. Thạch Hạo nghe vậy phẫn nộ thêm, bởi vì Thiên Quốc chính là kẻ đầu sò làm huyết tế khiến ngàn vạn sinh linh mất mạng. Ngần Dực bày tỏ rõ ý định không quan tâm tới những sinh mạng nhỏ bé đó, thứ mà hắn quan tâm đến là cơ duyên, bảo vật mà thôi. Thạch Hạo sử dụng ra bảo thuật nhằm đối phó với tên kia. Tuy nhiên ở bên trong trận vực của hắn ta, tốc độ của Thạch Hạo đã bị chậm hơn rất nhiều. Hắn vừa đánh tan bảo thuật vừa yêu cầu Thạch Hạo nói ra nơi cất chứa bảo vật. Chỉ mới giao thủ nhẹ một chiều, hắn liền nhận ra khoảng cách chênh lệch thực lực là rất lớn. Từ đó suy ra nguyên nhân cái chết của đám người Dương Ly là bị dẫn dụ vào trong một cái tuyệt cảnh nào đó. Còn lý do để truy đuổi thì hắn cũng đoán rằng trên người Thạch Hạo có bảo vật, nếu không thì bọn họ sẽ không liều mạng phí công như vậy. Thạch Hạo cũng bất ngờ, cậu mới chỉ né một kích thôi, vậy mà hắn ta lại có thể suy đoán ra mọi chuyện. Tên này không những mạnh mẽ mà tầm cờ cũng sâu như vậy, xem ra sử dụng cạm bẫy với hắn là không được rồi. Ngần Dực chủ động lao lên, Thạch Hạo buộc phải lấy ra áo giáp vô địch kim thân cùng kiếm của quỷ ra để đỡ đòn. Vậy nhưng thực lực có vẻ yếu hơn nên bị đẩy lùi. Tới đây thì Ngần Dực cũng hiểu ra mọi chuyện, hắn cũng không ngờ được hạ giới còn có bất diệt kim thân như vậy. Thảo nào tiêu tử này có thể dẫn ba tên đần Dương Ly kia vào tuyệt địa. Hắn tỏ ra tự tin vì thực lực của cậu bây giờ cho dù có mặc thêm chiến y thì cũng không thể nào chính diện chống lại thần được. Hắn ta thoát ẩn thoát hiện tấn công khiến Thạch Hạo phải lui về sau. Thạch Hạo chủ động lao lên tấn công, cả hai đánh nhau kịch liệt. Hành động này trong mắt của Ngân Dực chính là ngu xuẩn. Hắn ta ngưng tụ lực lượng tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Thạch Hạo sử dụng dài chủ tước bảo thuật ngăn cản, tuy nhiên chiêu thức tên kia thì triển lại có uy lực quá mạnh mẽ. Thạch Hạo bị đẩy lui về sau. Ngân Dực dường như cũng có liên quan tới quỷ giả, bởi vì người ra tay giết chết lão là một vị cường giả của Thiên Quốc hắn. Thạch Hạo tức giận và cậu cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao bàn nãy kiếm gãy lại sinh ra phản ứng kịch liệt, thì ra là muốn báo thù. Thạch Hạo tuyên bố sẽ đánh với hắn một trận, lời này vừa vặn đúng với ý đồ của Ngân Dực. Rất nhanh, hai người lại lao vào nhau chiến đấu kịch liệt, ai ai cũng muốn lấy mạng đối thủ. Bàn nãy gã ta tiết lộ câu chuyện năm xưa chỉ là vì muốn chọc giận Thạch Hạo, ai ngờ cậu lại bị mắc lừa quá nhanh. Bây giờ muốn rút lui thì đã không kịp nữa rồi, hắn ta tung ra sợi dây năng lượng bằng phù vân cuốn lấy vũ khí, rồi lan lên trên thân thể Thạch Hạo, không chế cứng cậu ta lại. Cuối cùng là thi triển thuật sư hồn để lục lọi toàn bộ bí mật, Thạch Hạo bây giờ đã giống như cá nằm trên thớt. Đột nhiên vào ngày lúc này, thanh kiếm trên tay bất ngờ rung động, nó phóng ra một đòn công kích để lùi Ngân Dực. Bóng hình quỷ ra nhanh chóng xuất hiện,
đây chỉ là một sợi chấp niệm, chỉ khi giải quyết được chấp niệm thì ông mới yên nghỉ được. Mà chấp niệm của ông còn tồn tại tới bây giờ chính là vì để chấm dứt ân oán với Thiên Quốc. Bây giờ cảm ứng được pháp lực của Thiên Quốc nên hóa thân ra lần cuối. Ông cảm thấy đáng tiếc, còn từng là siêu cấp cường giả nào đó. Thế nhưng đối thủ mà mình gặp lại là hạng tiểu bối như hắn ta. Ngân Dực vẫn tự tin, hôm nay hắn sẽ tiêu diệt sợi chấp niệm này. Hắn đánh ra một kích, Quỷ Giả cũng thu hồi kiếm tung ra một luồng kiếm khí đánh thẳng về phía Ngân Dực. Chỉ giao thủ một chiều mà tên kia đã bị sấp mặt rồi. Vậy nhưng hắn ta vẫn không muốn chịu thua, hắn dùng toàn lực điên cuồng công kích, Quỷ Giả thì đứng yên một chỗ tránh né. Tấn công không có hiệu quả, tên kia liền chơi bài đánh lạc hướng rồi bỏ chạy, vậy nhưng chạy đầu cho tắt nắng. Quỷ Giả lập tức vung kiếm đánh tan khe hở truyền tống khiến cho hắn hết đường bỏ chạy. Giờ đã không còn đường lui nữa, hắn ta đành phải liều mạng vẽ ra vô số phù văn, sau đó triệu hồi ra một cái tế đàn bằng oán niệm của ngàn vạn sinh linh. Oán niệm ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ, cầm trường thương và nhanh chóng lao về phía Quỷ Giả. Quỷ Giả đáp trả bằng cách vung kiếm tạo ra một vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng thôn phệ và phân giải thân hình khổng lồ, sau đó lao về phía tế đàn, biến cái tế đàn thành cát bụi. Điều này làm cho Ngân Dực bị phản vệ. Trận chiến tới đây có kết quả, Quỷ Giả lần nữa vung kiếm tiễn hắn ta về châu tổ tiên. Video của mình cũng dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong các tập tiếp theo nhé!